quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi lại mang đến cho quý vị và các bạn một siêu phẩm của dòng loa bát đến từ châu Âu anh em nhé, cặp bát 20 Dali. Con này thì đã có một vài cái video trước đây đã giới thiệu về nó rồi, thì ngày hôm nay lại tiếp tục về hàng vì được rất nhiều những cái sự yêu thích và đón nhận của anh em và phản hồi rất tích cực về cặp loa này. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục lên sóng để giới thiệu cho những ai mà chưa biết về cặp loa này thì có một cái cơ hội để mà biết, cũng như là để có, nếu mà có nhu cầu mua sắm và phối ghép lắp đặt thì có thể sở hữu ngay con loa này anh em nhé. Đây, cặp bát 20 Dali, con này là màng gỗ anh em nhé, màng lõm đây là màng gỗ. Đây anh em thấy này, một điểm rất đặc biệt, nó là dòng bát 20. Con này thì là con bát thuộc Đan Mạch anh em nhé. Đôi là bát này, đôi là bát của Đan Mạch. Đây, tên là Dali, mã hiệu này là Phantom. Đây anh em thấy này, đầy đủ những cái thông số này, con loa bát cực kỳ chất. Đấy, thông số đầy đủ đến từ Đan Mạch này. Củ tơ rất là to, con này là dòng bát hở côn anh em nhé, hở côn rất là độc đáo và đặc biệt, vừa dễ để tản nhiệt và thứ hai là để nó tạo ra những cái âm thanh nó hay hơn, cái tiếng bát nó sâu, nó chắc hơn anh em nhé. Phần khung kim loại, phần xương này, đấy, phần khung của loa là đều sử dụng là nhôm anh em nhé, nhôm đúc nguyên khối, cực kỳ là chất lượng luôn. Đôi loa bát cũng rất là chắc, cảm tưởng em thấy đấy, từ những cái thiết kế cho đến những cái linh kiện loa của châu Âu thì thực sự anh em nhìn cũng như là nghe thì rất khó để những cái ví riêng về tiếng bát nó sâu nó chắc, thì rất khó để những cái đôi loa từ châu Á có thể định nghĩa được anh em nhá, rất khó đấy. Anh em nhìn này, nhìn phát biết luôn. Đây, ở trên con này ở trên vành nó có in mã hiệu anh em nhé. Anh em thấy những đôi loa xịn thì thường ở trên vành nó có in này. Đây, có in những cái chữ này, Dali này, in liền ở trên vành luôn. Đây, icon series. Đây, low loss. Đấy, còn loa rất là chất lượng và rất là đẳng cấp đến từ châu Âu. Ở một cặp này thì là đoạt cặp bát 20, anh em có thể độ chế vào thùng loa dùng cho loa 2 đường tiếng, 3 đường tiếng, loa nghe nhạc hay bất cứ một cái loa gì đều có thể thay thế được. Và anh em đang có những con loa bát kém chất lượng của anh em muốn nó thay thế những cái cặp loa bát của châu Âu này vào chất lượng cao. Đấy, tiếng giải trầm xuống cực kỳ sâu anh em nhé, con này nó xuống cực kỳ sâu luôn và đánh giá là trong một trong những cặp bát gọi là hay nhất. Đấy, kích thước cả vành của nó anh em nhé, sẽ đo kích thước cho anh em xem. Kích thước cả vành con này thì khoảng là 21.5, đường kính bắt ốc thì là 20 cm anh em nhé, khoảng 20 cm đường kính bắt ốc. Đấy, chiều cao này, chiều cao của con này thì khoảng 9.5, con loa là 9.5. Củ tơ rất là gấu, rất là to. Đường kính củ tơ con này khoảng 10.5 anh em nhé, gần 11 nhé, cầm rất là chắc tay và rất là đầm. Đấy, anh em thấy con bát rất là chất lượng, anh em đánh giá phản hồi là rất là tích cực về con loa bát này nên tôi lại tiếp tục về hàng được cho anh em, và lần này về được có 3 đôi thôi anh em nhé, 3 đôi thôi. Đấy, nên anh em nào nhanh tay mua sắm thì nhắn tin gọi điện ngay cho tôi để sở hữu cặp loa bát này. Nhiều anh em trước đây tôi hết hàng, anh em lại tiếc quá, thì anh em nào mà tôi chưa kịp trả hàng thì liên hệ lại với tôi anh em nhé, đã có hàng rồi, số lượng có hạn thôi. Cặp loa bát 20 cực kỳ đẳng cấp, màng gỗ lại còn màng lõm anh em nhé, bát 20 màng gỗ màng lõm này, từ cái cao su này, từ cái cao su bên ngoài được đúc liền luôn với cả cái vành, phần vành này loa châu Âu họ làm thì không thể nào chê được rồi, về cái giải bát nữa thì xuống thì sâu kinh khủng khiếp luôn anh em nhá. Rồi sẽ test một cái đoạn ngắn nữa cho anh em nghe thử. Đây, anh em chú ý lắng nghe nhé. Giá anh em nhé, một cặp loa bát 20 Dali của Đan Mạch này có mức giá là 3.250.000 đồng một 3.200.000 đồng một cặp anh em nhé. Tôi sẽ bảo hành 1 năm cho anh em với những cái lỗi như là bị rè tiếng này, bị méo tiếng đấy, thì tôi sẽ bảo hành 1 năm cho anh em với cặp loa bát này, loa bát của châu Âu cực kỳ đẳng cấp anh em nhé. Rồi, số điện thoại của tôi là 0931655426,
Quý vị và các bạn mua hàng thì vui lòng nhắn tin, gọi điện hoặc kết bạn qua Zalo anh em nhé. Tôi sẽ giao hàng toàn quốc, anh em thanh toán tại nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên bấm nút like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ. Còn xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.